vào kho này nhìn rất là phê luôn mọi người. Bàn tay này phải rất là xịn sò thì mới bảo một phát một luôn. Chào bác tay nha. Thấy chưa? Hay chưa mọi người? Đó. Các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của Phát Triển Luôn. Thế sáng hôm nay thì mình sẽ đi lấy gạch, đã rất là lâu rồi, hôm nay mình mới đi lấy gạch, hình như là hơn một tháng, từ hồi tháng đầu tháng 5 vừa rồi. Thì hôm nay mình đang chạy con Thaco đời mới gạch điện nha mọi người. Và cái xe này thì mua cũng hơn tháng nay, cho nên là ông anh mình chạy là chuyên đi lấy gạch, nhưng mà hôm nay anh xin nghỉ một ngày, thế là mình chạy thay chọn trước đây là chiếc Thaco ga điện đời mới mà mọi khi mình vẫn hay quay ở dưới lò gạch nha. Thì sáng hôm nay mình đi đồng hành với mình là con trai của mình là bạn Phan đây. Bữa nay bạn ấy nghỉ hè thì bạn ấy hôm nay đi theo mình đây cho các bạn chiêm ngưỡng cái Thaco của bìa đời mới. Đấy, táp lô nó chỉ có vậy thôi và quay kín bằng điện nha mọi người. Đấy, hoàn toàn mới tin luôn. Đây, bạn Phan đây. Hiện tại đang là 6 giờ 20 phút. Hai bố con mình cũng vừa mới xuất phát thôi. Thì chắc tầm 1 tiếng rưỡi nữa thì mới tới được lò gạch nha mọi người. Rồi, thì trên đường đi á, mình sẽ kiếm hộp xôi hoặc là bánh mì đó mình ăn. Bây giờ thì cũng hơi muộn rồi, mình không thể nào mà dừng lại ăn bún phở được. Nó sẽ trễ giờ mình mất. Giờ rất là lâu rồi mình không đi lấy gạch cho nên là mình chạy sớm nó hơi bị có nghĩa là mình không quen cho lắm. Hồi trước mình chuyên đi lấy gạch tới tận 3 tháng trời ròng rã, mình đi liên tục 3 tháng. Từ khi có con xe mới này thì mình không có chạy gạch nữa, là mình vẫn ôm cái con xe của nhà mà mọi khi mình hay quay video á, là mình chạy ở nhà. Cho nên là hôm nay ảnh nghỉ là mình mới chạy thay cho ảnh một ngày hôm nay nha. Mọi người cũng sẽ theo hành trình của mình nha. Lâu lắm rồi mình không được ngắm cái cảnh cầu Diên Bình này mọi người. Thật sự là hôm nay mình mới quay lại, người ta đã thu hoạch hết bắp rồi. Hồi trước hai bên này là hai hàng bắp rất là xanh mướt. Vậy mà cách đây một tháng sau thì người dân ở đây người ta đã thu hoạch hết rồi. Giờ chỉ còn lại những cái đám mì lúa người ta cũng thu hoạch hết rồi. Sau hơn một tháng mình không chạy xuống lấy gạch nữa thì mọi thứ trên con đường mình đi nó đổi thay rất là nhiều. Hôm nay được trải nghiệm với con Thaco đời mới này thì nói chung cái dòng xe mới này thì chạy cái gì mới nó cũng vậy thôi, nó rất là êm ái và chạy rất là mướt sướng. Con ga điện này đây thì có máy lạnh, quay kín bằng điện nha. Đấy, toàn bộ nội thất cabin. Hiện tại bây giờ đã là 7 giờ đúng rồi. Hai bố con của mình vẫn chưa ăn sáng. Thì mình tính là mình sẽ mua cho thằng cu nhà mình một hộp xôi, tại vì nó thích ăn. Còn mình sẽ xuống lò gạch mình ăn mì tôm. Đấy, còn mình mà làm hai hộp xôi thì nó rất là lâu. 7 giờ rồi, hiện tại mình còn cách dưới lò gạch bây giờ tầm 30 phút lái xe nữa, 30 40 phút lái xe thì mới tới nha. Mọi quan cảnh ở đây là rất là thay đổi. Xuống mua bán ướt cho thằng cu nhà mình mọi người ạ.
Ok, giờ lại tiếp tục hành trình nha. Mình sẽ xuống dưới lò gạch mình ăn mì tôm thôi. Nhưng mình không có ăn mấy cái này. Nói chung là lâu lâu mình xuống ăn mì tôm, nói chuyện với mấy anh ở dưới kia cho nó tình cảm tí. Xe này thì nó rất là nhẹ, loa số rất nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ, dùng một ngón tay vẫn vào được nha. Ok, đây không sao đây, bỏ xuống dưới kia con, để đó nó hứa đi đó, rồi bỏ xuống dưới này, con cột lại, trước nào, không nó mùi lắm, xe đang còn mới phải rửa sạch sẽ. Ok, vậy là mình đã tới lò gạch nha mọi người. Thì đây là do cái con xe mà mình chạy đỡ cho ông anh thôi, cho nên là mình không mang đầy đủ các cái phụ kiện để mà gắn cái máy quay của mình đấy. Phía bên đây là lò gạch rồi đấy, nên là hôm nay mình sẽ rất là khó khăn trong việc quay phim, thì mình chỉ quay đỡ cho mọi người tới đây thôi. Đến khi mà về giao hàng thì mình sẽ quay tiếp nha mọi người. Thì còn như mọi khi thôi, thì mình bốc hàng dây xe vào rồi cho công nhân người ta bốc gạch vào cho xe mình thôi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt cả, cho nên là mình không, hôm nay mình không mang cái mũ đội máy quay, cho nên là nó hơi khó một chút, mong mọi người thông cảm cho mình nha. Giờ mình sẽ dây xe vào đấy cho người ta bốc, xong cái khi nào mình chạy về đi đổ là mình sẽ quay tiếp nha mọi người. Vậy là hai bố con mình vừa mới bốc xong xe gạch nha mọi người. Hiện tại đó là 9:30 mà mình đang khởi hành đi về từ lò gạch nha. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị ra tới đường quốc lộ rồi. Thì cái chuyến ngày hôm nay mình sẽ đi đổ tại ở trên Đắc Môn. Mình sẽ đi đổ trên Đắc Môn và chiều thì nữa mình lại quay thêm một lần tiếp. Thì cái xe này có máy lặn cho nên là mình rất thoải mái khi mà quay video và sạc pin ở trên xe này luôn. Đấy, hiện tại mình đang bật máy lặn cực kỳ là mát luôn. Đấy, bạn fan của mình rất là thích, xe quá mát, vừa êm ái, xe mới mà mọi người. Đấy, giờ mình sẽ chạy lên tận Đắc Môn mình giao chuyến gạch này nha. Sau đó là mình về ăn cơm trưa, rồi buổi chiều mình lại xuất phát tiếp nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy về và khi nào tới nơi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé.
Hello, mình xin chào tất cả các bạn nha. Hey, hiện tại bây giờ là mình đã đi bốc chuyến thứ hai rồi. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ chiều. Thì cái chuyến lúc sáng vừa rồi á, là mình chạy lên á, là mình không có cái phụ kiện để mà quay. Tại vì cái xe là xe mình chạy tạm thôi. Mình chạy đỡ cho ông ăn một ngày thôi, cho nên là mình không có phụ kiện quay. Nên là mình không quay được nó hoàn thiện như các cái video lần trước mà mình quay nha mọi người. Hiện tại là mình đang từ để mình quay kín lên, nó bụi quá mọi người ơi. Cái xe này phải thật sự là sạch sẽ. Ok, bụi quá. Không. Rồi. Thì bây giờ là cái chuyến thứ hai của mình buổi chiều. Hiện tại mưa rất là to luôn. Đấy, mưa cực kỳ to. Mọi người nhìn vậy thôi nhưng mà thật ra nó rất là tối nha. Tại vì cái máy quay của mình, cái ISO của nó rất là cao, cho nên là mọi người nhìn thế này giống như đang sáng, rất sáng. Còn thật ra là quá tối đấy. Đấy, mình phải bật thêm cái đèn đây này mới sáng được. Đó. À, chuyến này mình sẽ chạy về trên Đắk Môn. Thì cái video ngày hôm nay chẳng qua là mình quay để cho mọi người biết là, nói chung là giới thiệu về cái con xe mới mà mình chạy. Con này cũng đang mới tin luôn nha, cho nên là mình cũng không làm được cái video nào hoàn thiện hết. Rất mong tất cả mọi người thông cảm và vẫn luôn đồng hành cùng với mình nha. Thì video của mình ngày hôm nay chắc mình kết thúc ở đây. Mình vẫn chưa kịp review những cái tất cả những cái thứ gì ở trên xe này, mình vẫn chưa kịp review cho tất cả mọi người. Thì mình hẹn mọi người vào một ngày nào đó mình sẽ review thật kỹ về chiếc xe này nha mọi người. Rồi, thì cuối cùng mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh Fan Kỳ GT nha mọi người. Bye bye mọi người.